Quả người rất hay. Đó là pha xử lý của Minh Phương. Tâm lý thi đấu đang được giải tỏa. Tấn Hưng, hai, và đó là bàn thắng thứ hai dành cho anh Gia Lai. 2-0, 2-0 cho đội chủ nhà. We'll be right back.
Toàn. Hoàn toàn không hiểu vị đối mặt với Hoàng Thế Tài, rất đồng đội trên bộ bus. Trận đấu đã khép lại, trận đấu đã kết thúc dù cho trọng tài thứ tư còn chưa giơ biển báo khung giờ, nhưng với chiến thắng 2-0 ở thời điểm này thì huấn luyện viên Lee Tae-hoon tiếp tục duy trì bài trận bất bại với Hoàng Thế Tài sau khi ông về nắm quyền. Lần này thì Chamuot rất điềm đạm, nhưng cũng ra đủ để nâng tỷ số lên 3-0.